Chị ơi chào chị. Chị ơi chị tên là gì ạ? À, chị năm nay bao nhiêu tuổi chị? 65 rồi ạ. Vâng, thế mà chị trông trẻ quá. Chị ơi, thế chị đến đây chữa bệnh, chị nghe thông tin nào chị đến đây? Rồi ạ. Vâng. Hôm nay chị đến buổi thứ mấy hả chị? À, thế ạ. Chị ở đâu, tuê quê tận ở đâu ạ? Ồ, Gia Cẩm bên Phú Thọ. Vâng. Thế là chị bị gì ạ chị? Vâng. Thế cái việc thoái hóa này chị đã đi chụp bệnh bệnh viện nào chưa? À thế ạ. từ từ tí đấy, chị đang đau lắm. À thế ạ. Đừng hỏi bây giờ, nó đau lắm đấy. Thấy trên không có thấy biểu hiện gì ạ, Không có cảm giác gì, như không để thật kỹ mới thấy được. thật kỹ rồi vẫn không thấy có gì. Là bị gối Lâu đã lâu rồi thì đâm ra là hàm nó biến dạng cái khớp gối này. Cái khớp gối nó bay ra ngoài, khi nó bay ra ngoài chị không thể nào mà ngồi xổm. Không được. Bây giờ nó mà ngồi là chỉ có ngồi vật rồi. Ngã tự mình ngồi, tự mình ngã xuống. Xong Nên bao giờ cái khớp gối này à nó phải là thẳng, nó vuông này, thì à nó sẽ ngồi. sẽ ngồi được. Từ từ ngồi. Như kim tiêm không chịu nổi. Vì không em này thì không chỉnh lại được khớp gối của chị. Bây giờ ai chỉnh này, cái khớp gối này của chị nó buông lại, tự nó cân bằng lại thì ai chị sẽ đứng lên ngồi xuống được. Phải bóp này nhiều lần không thì mới cân bằng. Vâng. Trong trường hợp này của chị là phải bấm đi bấm lại nhiều lần. Chân chị nó phù nề lên to quá Này, nhỉ, cái dịch. dịch nó tràn này. Không, không có dịch mà. Đi điều trị rồi. Đi khám Đã không có chích dịch. ra rồi, không có tí dịch nào. Nó Đây chỉ là ấy đây, nước đó. khí và nước mà chị. Không có tí dịch nào. Cái này cho nên Thì này. còn nè, nếu mà trường hợp mình cứ đi nhiều là nó này. Để sao các cái nó bị chèn ép. Nguyên nó xuống không lên được nên làm cái này chân này. Cái đợt mà nó ốm nhá, cái chỗ này nó còn điểm đỏ, sau sau vài ba hôm thì nó tím. Thế cháu ở bệnh viện nhưng mà vì về gác cái chân nên nếu không được là đi huyết học, Mình đáp lên thì về nó gác không lên ngon. thì nó lại ngon. Nhìn chung là nửa năm của bệnh viện là nội từ Chị nằm ở viện nào rồi? Xét nghiệm thì sang phổi trung ương không làm cái gì, làm về luôn, sợ quá.
nội soi mà không nội sợ lắm. Sợ nội soi lắm rồi trời. Cứ há mồm nó cứ oằng oạc. Không phải giơ tay lên cầu cứu thì nó lại hạ xuống. Sao phổi không không làm. Cứ chữa đi. Chị cho em biết số điện thoại của chị ạ. 0 3 8. Vâng. 4 8 7 4 6 4 6. 0 3 8 4 8 7 6 6 6 6. Vâng, cảm ơn chị. 4 6. Đâu anh đang đi làm đấy chứ? Thế gọi điện cho Nam là bảo Nam lấy đến quay cho chị cái clip để kỷ niệm gì. Vài vài chắc chị phải điều trị lâu lâu, thường xuyên sang. Hôm nay là buổi gặp đầu tiên.